Trường năm 1865, Ngũ Linh Thần Sơn. Mục Vân nghe đến mấy câu này, không khỏi cao mày nói, cái kia cửu vĩ thiên hồ tộc, chúng ta cũng có thể kéo qua làm giúp đỡ thôi, ngài cứ như vậy không cho bọn hắn quốc chủ cùng quốc sư mặt mũi. Ta cho bọn hắn mặt mũi. Diệp Vân Lam lúc này cười nhạo nói, người hỏi một chút yên nhi. a à, Mục Vũ Yên rất có một chút không quan tâm, nâng lên tên của nàng, sửng sốt một chút. Người ưa thích mạch nam xanh sao? Tổ mẫu, ưa thích không? Ân, hắn thích người sao đương nhiên diệp vân làm nghe nói như thế nhìn về phía mục vân nói nhìn thấy không có mục vân im lặng nói mẹ ta đã biết ha à? nhi tử ngốc ta nói không phải cái này diệp vũ Thi im lặng nói mạch nam xanh chính là cửu vĩ thiên hồ tộc hoàng con hoàng tử cái kia nhất định phải là năm đó cửu vĩ thiên hồ tộc hoàng thất huyết mạch hậu duệ trên thực tế năm đó mạch nam xanh phụ mẫu tổ phụ tổ mẫu nếu là không chết mạch nam xanh ván đã đóng thuyền chính là quốc chủ Liền xem như phóng tới hiện tại, dựa theo huyết mạch dòng chính tới nói, mạch nam xanh cũng xác định vững chắc nên đời tiếp theo quốc chủ, hiện tại liền nên là thái tử mới đối. Mục Vũ Yên nghe tổ mẫu nói đến đây chút, mắt to chấp chấp. Thế nhưng là đâu, Diệp Phân Lam cười nhạo nói, bởi vì cửu vĩ thiên hồ trong tộc đều biết, mạch nam xanh cùng mục Vũ Yên quan hệ vô cùng tốt, thành một đôi là tất nhiên, cho nên mạch nam xanh cùng mạch Vưu Huyên do dự, chậm chạp chưa từng thiết lập mạch nam xanh là thái tử. Nhưng là bọn hắn lại lo lắng chia rẽ mạch nam xanh cùng yên nhi để cử nhi không vui sẽ rời đi cửu vĩ giới bọn hắn có thể không nỡ cửu nhi trong đầu tổ tiên huyền bí ngươi hỏi một chút cửu nhi những năm gần đây cửu vĩ thiên hồ tộc phát triển tối thiểu một nửa công lao là thuộc về cửu nhi đúng hay không cửu nhi nghe vậy gật gật đầu nói cho cùng chính là bọn hắn không dám đắc tội tứ đại thần đế lý thương lan bọn hắn thế nhưng không dám đắc tội ta và ngươi cha còn có chúng ta phía sau mục tiêu thiên diệp lưu ly loại này lưỡng lự cha ngươi có thể cùng bọn hắn ba phải ta không được mà lại thời gian không đủ thời gian không đủ thời gian nào không đủ lập tức ngươi sẽ biết diệp vân làm tiếp theo nói lần này xem như cho bọn hắn một bài học ác nguyên tai nan đều phát sinh một lần vẫn không rõ nên xếp hàng liền phải xếp hàng không xếp hàng chính là pháo hôi muốn đánh nhất định phải chính là một phương bị diệt tuyệt, một phương khác toàn thắng thế giới gây dựng lại nếu không ác nguyên tai nan là sẽ vô hạn vần hoàn Nói ở đây, Diệp Vân Lam trong giọng nói mang theo vài phần điều hưu. "Nhi tử a, à, ân, mấu chốt tại ngươi." Diệp Vân Lam đột nhiên nở nụ cười, nói "Cha ngươi nói, chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ, tiếp tục chống đỡ, cuối cùng vẫn là phải xem ngươi." Mục Vân nhất thời gian trầm mặc, bất quá nhiều lúc, đến, Diệp Vân Lam bàn tay vung lên, hư không xé rách, phía trước nhìn một cái, thiên địa lưu quang bắn ra bốn phía, cảnh sắc tú lệ mê người. Là Ngũ Linh Thần Sơn, Mục Vũ yên kích động nói. Mục Vân nhìn phía dưới thiên địa, liên miên quần sam, cảnh sắc yêu mỹ, vô pháp miêu tả. Mẹ, người không phải muốn cho Nguyệt Nhi chữa thương sao? Đúng vậy a, à, cái kia, hải, Diệp Vân làm khoát tay nói, Kim Cô Vân Nữ Nhi thụ thương, Linh Trạch Thiên ngoại tôn nữ thụ thương, bọn hắn không được tự mình ra tay cứu chị a. À? Không chỉ là Mục Vân bị, làm trầm mặc, một bên cử nhi cùng Mục Vũ Yên mẹ con, cũng là không lời nào để nói. Diệp Vân Lam lại là ngượng ngùng cười nói, ta cũng không phải không thể trị, chính là đi. Cái này thật vất vả khôi phục đã từng đỉnh phong, chỉ là tại cửu vĩ giới bên trong khoe khoang, cảm thấy chưa đủ kinh, ta cũng muốn đến ngũ linh thần giới bên trong, cùng linh trạch thiên bọn hắn khoe khoang khoe khoang thôi. Khi mấy người thân ảnh mới xuất hiện tại ngũ linh thần sơn bên ngoài, từ ngũ linh thần sơn bên trong, chính là có đạo đạo thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Dẫn đầu một vị trung niên, nhìn tuổi gần 40, khí thế cường đại, rõ ràng là một vị vô thiên thần cảnh nhân vật. Nó cầm trong tay thần binh, ngạo nghễ mà đứng, mục quang lãnh lệ. Người đến gì, ta, Diệp Vân Lam. Diệp Vân Lam nói thẳng, Linh Xuyên Viêm, người cháu gái bị người đả thương, nhu cầu cấp bách trị liệu, ta khoảng cách các người ngũ linh thần giới gần nhất, liền đến nơi đây, nhanh lên cứu người. Cái gì, trung niên sắc mặt siết chặt, nhìn về phía mục vân trong ngực minh nguyệt tâm, lập tức quát phóng nhãn toàn bộ thế giới mới, ai mẹ nhà hắn dám đụng đến ta linh xuyên viêm cháu gái. Diệp Vân Lam đứng ở một bên, thầm nói, Lý Thương Lan dám, mộ phù đồ dám, cố bác thần dám, vô phục thiên dám. Linh xuyên viêm khóe miệng chấp chấp, người đừng nói nhảm, nhanh để cho các người ngũ linh thần tộc đan sư cứu người. Đi, lập tức, linh xuyên viêm mang theo Diệp Vân Lam mấy người một đạo, hướng phía ngũ linh thần sơn bên trong rơi đi. Mục Vân hiện tại cũng coi là có chút kiến thức, Vân Lam giới Vân Lam Sơn, khí thế rộng rãi, kiến trúc hơn phân nửa là đại khí bằng bạc, sơn phong dốc đứng đứng ngạo nghễ, rất phù hợp tính cách của mẹ. Cửu vĩ giới, cửu huyền thiên quốc thì là khắp nơi hiển lộ rõ ràng ra tôn quý. Mà cái này ngũ linh thần sơn, nhìn một cái, mỹ lệ, mà lại là loại kia không linh đẹp, ngũ hành đẹp. Có màu vàng, hỏa hồng, băng lam, màu vàng đất, xanh biếc, cái này mấy loại nhan sắc lại là cực tốt kết hợp với nhau. Rất nhanh, mấy người đi vào ngũ linh thần sơn trong một sơn cốc, Linh Xuyên Viêm lập tức chào hỏi từng vị đan sư xuất thủ. Mà không bao lâu, lại có đạo đạo thân ảnh đến. Cầm đầu một vị lão giả, Hạc Phát Đồng Nhan, bước chân âm vang, khí thế cường đại, đứng ở nơi đó, tựa như là một mảnh bầu trời. "Hắc, Linh Trạch Thiên." Diệp Vân Lam cười nói, "Hồi lâu không thấy a." À. Lão giả nhìn thấy Diệp Vân Lam, hừ lạnh một tiếng. Người tấm lấy cái mặt thối cho ai nhìn đâu?" Diệp Vân Lam sắc mặt lập tức lạnh xuống. Linh Trạch Thiên sắc mặt khó coi mở miệng nói ta ngoại tôn nữ thế nào. Bị Mạc Thành Nữ bị thương, thương lan các huy phong thật to. Bất quá người yên tâm, ta đã giết Mạc Thành Nữ. Lời này vừa nói ra, Linh Trạch Thiên lãnh đạm nói người cái này còn giống như là làm bà bà dáng vẻ. Hắc, lão tiểu tử, người không nên kinh ngạc, ta đúng là có thể giết Mạc Thành Nữ sao. Linh Trạch Thiên cười lạnh nói, mục tiêu thiên không xuất hiện, đẩy ra mục thanh vũ phía trước, người Diệp Vân Lam nếu là không có khôi phục mục thanh Vũ lần trước cũng không dám giết sa dục cùng cơ văn đình lão tiểu tử thật thông minh thôi diệp phân lam lúc này lôi kéo mục phân nói nhanh hô ông ngoại mục phân lúc này chắp tay miệng còn không có dương mau mau cút linh trạch thiên đánh giá mục phân nhất mắt không nhịn được nói ta liền một cái ngoại tôn nữ cũng không có ngoại tôn con mục phân lúng túng gãi đầu một cái hô diệp phân lam lại lần nữa đạo ông ngoại tốt diệp phân lam lại lần nữa nhìn về phía linh trạch thiên nói có đáp ứng hay không ngươi không đáp ứng ta có thể bão nổi linh trạch thiên nghe nói như thế một chỉ diệp vân lam không khỏi nổi giận nói phố thân ngươi mẫu thân ngươi gặp lão phu cũng đều là lễ ngộ có thừa làm sao ngươi diệp vân lam từ nhỏ đến lớn lại luôn là như vậy không thèm nói đạo lý